Mời các bạn hãy cùng điểm lại những hoạt động thú vị trong tuần qua của các diễn viên nổi tiếng. Việt Hoa, Lương Thanh, Tố Uyên cùng bạn bè đi dự đám cưới của một người bạn chung lớp đại học sân khấu điện ảnh. Trong khi đó, trước đấy, Lương Thanh cũng có bộ ảnh mới, chụp cùng với Hoa hậu Ngọc Hân. Mạnh Trường khoe ảnh hậu trường phim mới, kèm theo lời nhắn vô cùng hài hước, trên phim suốt ngày phải đi tán em này cưa em kia, ngoài đời không biết tán tỉnh là gì luôn. Trong khi đó, Việt Anh khiến mọi người hoang mang khi đăng bức ảnh cùng với lời viết vô cùng tâm trạng, ân hận, day dứt. Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga, Á hậu Thụy Vân cùng hẹn hò với bạn bè nhân dịp cuối tuần. Quỳnh Nga cũng đăng ảnh chăm chỉ tập yoga. Nữ diễn viên đã gắn bó với bộ môn này khá lâu. Đây cũng là một trong những bí quyết giữ dáng của cô. Hội bạn thân Huyền Lizzy, Lã Thanh Huyền, Đình Tú lên đồ cực ngầu và hẹn hò cà phê cuối tuần cùng nhau. Đình Tú cũng có ngay một bộ ảnh cực chất. Sau thương ngày nắng về, Đình Tú cũng thường xuyên đi chơi cùng với hội bạn của Huyền Lizzy, Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga, Việt Anh.
Huyền Lizzy và Lã Thanh Huyền cũng chuẩn bị có một bộ ảnh mới diện những trang phục cực sang chảnh trong mùa đông. Hồng Diễm vẫn trung thành với phong cách thanh lịch, dịu dàng. Doãn Quốc Đàm chia sẻ anh đang nuôi tóc dài nhưng mới đây lại phải cắt đi để chuẩn bị cho một dự án phim mới. Doãn Quốc Đàm cũng tiết lộ trong phim mới, anh sẽ đóng cùng với Lan Phương. Em út vân vân của Thương Ngày Nắng về Ngọc Huyền dịu dàng trong set đồ mùa đông. Huyền Lizzy hóa thành Gen Z khi đi dự một sự kiện âm nhạc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.